có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà trở về. Trẻ Giêsu đã ở làng Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, từ rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết, nhưng không gặp thấy người. Nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng: "Con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa, cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con." Người thưa với hai ông bà rằng: "Mà tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con hơn." Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth, và người quân phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ tất cả những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý sơ, quý bà, chị em, các con thiếu nhi thân mến, cha hỏi các con một câu ha. Câu này thì dễ lắm, các bạn cũng có thể thấy. Ở bên tay phải, có nghĩa là tay trái của các con và cộng đoàn, có ba tượng: tượng Chúa Giêsu dầu đỏ thương xót, tượng Chúa Giêsu mặc áo đỏ, tượng Đức Mẹ mặc áo xanh. Ba tượng này có điểm gì giống nhau? Quan sát và trả lời rất là đặc trưng. Rồi Huy có trả lời được. Có trái tim giống nhau, một trái bóng tay thật to cho con, chính xác ạ. Trong nghệ thuật thánh thì chỉ có tượng thánh tâm với tượng trái tim Đức Mẹ mới có trái tim bên ngoài. Nhưng mà hiện nay chắc là người tạc tượng có một cảm thức khác, muốn đặt thêm trái tim ở tượng lòng thương xót. Đó cũng là tổng cảm thức đức tin của người Kitô hữu. Chúng ta ngạc nhiên bởi vì những cái tượng khác hay là những người mà bình thường thì tim phải nằm ở trong người mình, mà sao nó lại khác? Người này lại tim đặt ở ngoài, chắc là hết muốn sống. Tại sao lại như vậy? Và một câu hỏi khác, ngày hôm qua chúng ta mừng lễ gì các con? Đứng lên con, đứng lên. Đúng rồi, thánh tâm Giêsu, chẳng có tay thật to. Đây là phán phòng hộ, câu nào cũng trả lời. Nhưng mà câu chung, câu không chung. Nhưng mà câu này chung rồi con. Hôm qua chúng ta mừng lễ thánh tâm Chúa Giêsu, và hôm nay chúng ta mừng lễ trái tim Đức Trinh Nữ Maria. Hai lễ này là gần nhau. Giáo hội có một ý rất hay trong vấn đề này. Lễ thánh tâm Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chiêm ngắm về một Thiên Chúa vì quá yêu con người đã ban cho con người con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Và khi Giêsu Kitô xuống trần, Ngài thể hiện tình yêu đó bằng một trái tim đầy tình yêu mến. Các con mà nhìn quan sát kỹ, cộng đoàn nhìn quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy hai trái tim đều có một gai. Mặc dù gai đâm máu chảy như vậy, nhưng mà lửa vẫn cứ cháy. Đau khổ như thế mà vẫn yêu mến. Chúng ta chiêm ngắm về một Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi biểu hiện bằng trái tim bên ngoài. Và ngày hôm nay chúng ta mừng lễ trái tim Đức Trinh Nữ Maria,
nó thể hiện một chiều từ dưới đi lên. Từ phía con người đáp lại tình yêu thương Chúa và đáp lại trọn vẹn cũng chỉ bằng cách hiến dâng trái tim của mình cho chính Thiên Chúa, mà Đức Maria là mẫu gương tuyệt vời nhất trong các thuộc tạo Thiên Chúa. Trái tim không chỉ đơn giản chỉ là cơ quan để mà bóp cho máu lưu thông, mà trong Thánh Kinh trái tim còn có ý nghĩa, nơi đó là nơi xuất phát về tình cảm, về ý chí, về lý trí, về ước muốn, về tình yêu thương. Tất cả nó nằm ở trong trái tim. Bởi vậy khi mà nghe nói ai tim nó đang bị đập loạn nhịp là biết là đang bị sao động chuyện gì đó. Thì chính Đức Maria chúng ta là hiện thân của một con người có trái tim rộng mở để đón nhận tình yêu thương của Chúa. Và bản tin của ngày hôm nay là một minh chứng rất là rõ ràng cho chúng ta. Theo luật, trong sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 16 quy định như thế vậy: mỗi năm 3 lần, tất cả đàn ông con trai của anh em phải đến trình diện Đức Chúa ở nơi người chọn vào dịp lễ bánh không mây, lễ ngũ tuần và lễ lễ. Luật này buộc tất cả những nam giới 12 tuổi trở lên ở xung quanh Jerusalem 24 cây số phải hành hương Jerusalem. Cha mẹ của Chúa Giêsu mặc dù ở Nazareth là miền Bắc, nó cách Jerusalem khoảng 150 cây số, nhưng vẫn có thói quen hàng năm hành hương để phục thờ Thiên Chúa tại đền thánh Jerusalem. Và trong việc này thì trẻ Giêsu 12 tuổi, ở đây Thiêu Nhi nào 12 tuổi giơ tay cho xem. Ai 12 tuổi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các con đi chơi có thích không? Mà đi chơi thích không? Ví dụ vậy. Hành hương đối với lại các trẻ 12 tuổi là một cuộc đi chơi. Và Chúa Giêsu của chúng ta chắc cũng trong tâm trạng đó. Lần đầu tiên được đi chơi mà đi đến một nơi thánh thiêng đáng mong ước như vậy thì chắc là thích lắm. Vừa đi vừa nhảy hồn nhiên. Và khi được ở trong nhà của Thiên Chúa là đền thờ Jerusalem, trẻ Giêsu chắc là phải ngây ngất trước sự hùng vĩ, trước ấn tượng về việc phục thờ mà dân Chúa dành cho Đức Chúa. Và sau những ngày tế lễ thì đền thờ Jerusalem rất là rộng, không có phải đi về, mà chúng ta nhìn nhau cuối nhà thờ ở đây với lại bên này, chúng ta có thể thấy được họ chia ra làm hai khu vực riêng biệt, mà hiện nay vẫn vậy: nam đi một đường, nữ đi một ngã. Và Thánh Giuse thì lại cứ nghĩ là Chúa Giêsu đi cùng với Đức Maria, Đức Maria thì lại nghĩ ngược lại, hoặc là cả hai nghĩ là đi cùng với những người bà con thân thuộc khác. Đây là bởi vì lần đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên là trẻ Giêsu bị lạc trong đền thờ. Những ai có kinh nghiệm lạc con, chúng ta sẽ cảm nhận điều gì? Ngày con mới tới thì sau lễ một số thiếu nhi ghé vào phòng chơi, có một phụ huynh chưa biết cái điều này chạy về nhà nói với chồng, vừa nói vừa mếu máo: trời ơi anh ơi, em đi xung quanh nhà thờ ba vòng rồi mà không thấy con đâu hết. Người thì người chồng, người cha mới nói: em không hiểu gì hết trơn, đi vô phòng cho khó. Người vợ, người mẹ mấy hôm áo hy vọng là cái câu này nó chính xác, và quả thật là thấy con mình đang chơi với lại cha con ở trong phòng cùng với rất nhiều cái gì khác. Mới có làm 30 phút mà người mẹ đã mấy hôm áo rồi. Trong khi này Đức Maria với Thánh Giuse làm tới 3 ngày. Vậy thì cái phản ứng đầu tiên khi mà gặp con như vậy thì sẽ phản ứng như thế nào? Nhẹ đó thì la mắng, hư, đi không có gì xin phép, về cho ăn vài con lươn, điển hình như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Maria với một con tim rộng mở trước thánh ý Thiên Chúa, Ngài lại nói rất từ tốn và xem ra có vẻ rất là hiền lành: con ơi, làm sao mà con lại
đối xử với cha mẹ như vậy. Này cha con và mẹ đây đang cực lòng tìm con. Chúa Giêsu đáp lại một câu đầy huyền bí. Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con có công việc của nhà cha con sao? Cái chữ cha đầu tiên của Đức Maria chỉ đến Thánh Giuse. Còn cái chữ cha thứ hai của Chúa Giêsu nói lại chỉ đến Chúa Cha. Mà con chắc chắn là lúc đó Đức Mẹ không thể hiểu nổi. Mặc dù không hiểu nổi, nhưng mà Đức Mẹ không có giận dữ, lại nạp thêm vài câu nói vớ nói vẩn. Đức Mẹ không nói thế. Mặc dù kỳ lạ như thế, nhưng Đức Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại với một con tim rộng mở để xem thánh ý của Thiên Chúa nơi cuộc đời con trẻ Giêsu như thế nào. Vâng, đường hướng của Thiên Chúa thì nhiều cái bí hiểm, và chỉ có ai dùng chính con tim rộng mở của mình mới có thể từ từ hiểu được. Hôm nay chúng ta mừng bổn mạng khôn trái tim Đức Mẹ. Chúng ta thử xem có gì khó hiểu trong giáo khu mình không. Bây giờ có giờ xuống phỏng vấn một hai người cho vui, mà xin gợi lên một cái điều khó hiểu nơi giáo khu mà con nhận được. Tới ngày mừng bổn mạng rồi mà nghe đâu ông trùng tránh bị gãy chân, sao làm được ta? Một ông trùng khác của giáo khu thì bị mổ đại tràng, mới về thôi cũng nằm bệnh viện. Một ông trùng khác thì thân mẫu mới cấp cứu, hồi sáng con hỏi thì mới trở về. Thế là bao nhiêu công việc nó cứ xào xáo lên vậy. Vậy chúng ta có cảm thấy khó hiểu không? Có xui quá, sao Chúa kỳ vậy? Ai nói như vậy là chưa có một trái tim rộng mở như Đức Mẹ. Sáng hôm nay lễ tạ ơn của cha Andre Dũng là Maria Nguyễn Văn Bình, lúc mà cha phó của Bình An chia sẻ lời Chúa ở đây, ngài nói là cha Andre Dũng là Maria Nguyễn Văn Bình đi tu 36 năm, con ngồi trên góc bên kia con giật mình chết, cái này là bằng cái tuổi của mình. Vậy thì lúc ngài đi tu là con mới được chào đời thôi, vậy mà con thuộc con linh mục trước ngài 1 năm, có ngạc nhiên không? Đường hướng của Chúa vô cùng ngạc nhiên, rất là kỳ diệu. Nếu như chúng ta cứ lý luận theo lẽ bình thường, chắc chắn chúng ta dễ nổi loạn lắm. Đức Maria mà lý luận cái kiểu đó chắc cho Chúa Giêsu vài cái rờ ve. Nhưng mà Đức Maria không có lý luận vậy. À, mẹ dùng con tim của chính con tim mà Chúa Giêsu đem đến để ghi nhớ và suy niệm. Vậy mỗi thành viên của khu trái tim đã chọn Đức Maria, trái tim Đức Mẹ làm thánh bổn mạng của mình. Chúng ta cũng hãy bắt chước điều này, hãy suy nghĩ, hãy suy niệm những điều mà xem ra trái với tự nhiên, nhưng đó lại là thánh ý Chúa. Cộng đoàn chúng ta cũng được mời gọi hãy làm thế trong suốt cuộc đời, trong những công việc từ lớn đến nhỏ trong cuộc đời của mình, và chắc chắn chúng ta sẽ bắt chước được như Mẹ. Và càng bắt chước giống Mẹ, chúng ta lại càng trở nên giống Chúa, càng có trái tim yêu thương giống Chúa. Cầu chúc quý bạn chị em, đặc biệt là các thành viên trong giáo khu trái tim Đức Mẹ, biết bắt chước Chúa, biết bắt chước Mẹ, có trái tim rộng mở như Chúa, như Mẹ, để chúng ta đem tình yêu thương của chúng ta, của giáo khu đến những người xung quanh. Amen.